Rất vui gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 5 cài đặt hay dành cho chiếc máy Nikon D700, giúp các bạn có thể sử dụng chiếc máy này được hiệu quả hơn. Như các bạn biết thì chiếc viewfinder trên Nikon D700 khá là rộng, đúng không? Nếu như các bạn để mặc định và trong chiếc viewfinder này không xuất hiện các đường lưới thì đối với những người mới, chúng ta rất khó căn làm sao cho khung hình được ngay ngắn, đôi khi nó bị nghiêng một chút, cúp xuống một chút như thế này. Các bạn không có cái đường ngang hoặc đường dọc để các bạn căn theo, như vậy các bạn chụp sẽ khá là khó khăn. Mình đã chụp rất lâu rồi nhưng mình vẫn mở các đường lưới ở trong kính ngắm để mình có thể chụp tốt hơn. Để mở các đường lưới này thì chúng ta nhấn menu nha các bạn. Ở trong menu của chúng ta thì có 6 mục lớn. Đầu tiên chúng ta vào playback menu. Ok, sau đó các bạn nhấn di chuyển xuống dưới, các bạn vào phần custom setting menu. Tại đây các bạn chọn đến mục D, shooting and display. Ở trong đây có rất nhiều cài đặt liên quan đến viewfinder. Các bạn chọn đến mục viewfinder grid display. Chúng ta nhấp ok như vậy. Sau đó các bạn chọn sang on và nhấp ok thêm một lần nữa. Bây giờ các bạn nhìn vào trong viewfinder chiếc Nikon D700 xem. Ở trong viewfinder của chúng ta sẽ xuất hiện các đường lưới chia khung ngắm làm 4 ô khác nhau. Các bạn cũng thấy các đường lưới chia kính ngắm làm 4 ô chiều dọc. Mặc dù nó không chia kính ngắm làm 3 ô như tỷ lệ vàng mà các bạn thường học, nhưng các đường lưới này sẽ giúp các bạn chụp được dễ dàng hơn, dễ căn hơn. Đặc biệt là các bạn thích chụp phong cảnh, các bạn căn đường chân trời rất là dễ. Đây là một tính năng mình nghĩ ai cũng lên bật ở trong viewfinder, tất cả những chiếc máy Nikon, mặc dù bạn là người mới hay người cũ. Có một câu hỏi mình thường xuyên nhận được từ các bạn là các bạn hỏi tại sao những đường lưới, những điểm lấy nét ở trong kính ngắm đôi khi nó sáng đỏ, đôi khi lại không. Đây là một tính năng hoàn toàn tự động trên những chiếc máy ảnh Nikon. Khi các bạn chụp ở trong điều kiện thiếu sáng thì các đường lưới và các điểm lấy nét sẽ tự động sáng màu đỏ. Khi các bạn chụp đồ sáng thì những đường này tự động tắt đi và hiển thị màu đen thôi. Mục đích để các bạn dễ nhìn thấy các điểm lấy nét nhất và dễ nhìn thấy các đường lưới nhất. Nếu như các bạn muốn đường lưới và các điểm lấy nét luôn sáng thì mình sẽ chỉ cho các bạn cùng xem ha. Ok, tiếp tục chúng ta nhấn vào menu. Các bạn di chuyển đến mục custom setting menu. Thay vì số mục D thì các bạn hãy di chuyển đến mục A nha. Rồi ok, chúng ta đã vào trong mục A. Tại đây chúng ta sẽ di chuyển đến mục A6 và nhấn ok thêm một lần nữa. Như các bạn thấy, ở trong đây chúng ta có 3 lựa chọn. Một là tự động, hai là on, ba là off. Nếu các bạn để auto thì điểm lấy nét và đường lưới ở trong kính ngắm của chúng ta sẽ tự động sáng và tự động tắt. Các bạn muốn sáng liên tục, hãy chọn có on. Sau khi chúng ta chọn có on rồi thì nhấp ok thêm một lần nữa. Bây giờ các bạn thử nhìn vào trong kính ngắm xem. Các bạn sẽ thấy tất cả các đường lưới và điểm lấy nét đang sử dụng ở trong kính ngắm sẽ sáng bất kể các bạn chụp vào trong môi trường đủ sáng hay thiếu sáng. Như vậy các bạn đã biết được hai cái đặt hay dành cho chiếc Nikon D700 rồi. Các bạn thử đoán xem cái đặt thứ ba là gì. Chúng ta tập trung vào điểm lấy nét ha. Như các bạn thấy thì trong kính ngắm của chúng ta, điểm lấy nét sẽ di chuyển từ bên trái qua bên phải hoặc lên trên hoặc xuống dưới. Khi chạm biên thì điểm lấy nét sẽ dừng lại và không thể vượt qua cái điểm biên đó được. Đôi khi các bạn có thấy bất tiện không? Nếu như các bạn cảm thấy điều này rất là bất tiện vì các bạn phải nhấn nút nhiều lần để quay trở lại vị trí ban đầu thì các bạn có thể mở một tính năng mới ở trong chiếc Nikon D700 giúp điểm nét của bạn chạy vòng tròn ở trong kính ngắm, vòng tròn lên xuống. Để cài đặt, chúng ta nhấn menu, sau đó đến phần custom setting menu. Các bạn vẫn đến mục A, autofocus ha. Rồi, chúng ta nhấp ok. Ở trong đây, chúng ta di chuyển đến mục A7. Rồi nhấp ok ha. Chúng ta chọn grab. Nhấp ok thêm một lần nữa. Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình thử xem. Điểm lấy nét của chúng ta di chuyển thoải mái ở trong kính ngắm đúng không? Không có bị dừng lại. Rất là hay đúng không? Các bạn di chuyển lên xuống rất là dễ dàng, giống như một trò chơi ngày nhỏ chúng ta hay chơi vậy. Ok, chúng ta đến cài đặt thứ tư liên quan đến âm thanh lấy nét, giúp các bạn biết khi nào máy lấy nét thành công. Khi kết hợp âm thanh lấy nét và dấu chấm tròn ở trong kính ngắm, giúp các bạn lấy nét được chủ động hơn. Khi các bạn bận ngắm mẫu thì các bạn có thể nghe. Khi các bạn không muốn nghe thì các bạn có thể cắt đi. Để tiếp tục, chúng ta nhấn menu thêm một lần nữa và các bạn di chuyển đến mục D. Tại đây chúng ta nhấn ok. Các bạn thấy chữ beep ở trên màn hình không? Chữ beep này giúp chúng ta kiểm soát âm thanh khi lấy nét. Chúng ta có 3 mức là cao, thấp và tắt. Khi các bạn di chuyển qua mỗi mức thì âm thanh sẽ thay đổi, cho bạn biết
âm thanh đó nghe như thế nào khi các bạn cài đặt xong. Nếu các bạn chuyển qua off thì chiếc máy của chúng ta sẽ tắt luôn. Tùy trường hợp mà các bạn sẽ chọn tắt hoặc mở. Đối với những bạn người mới thì mình nghĩ là nên mở để các bạn có thể nấy nét và kiểm soát quá trình nấy nét được dễ dàng hơn thông qua hình ảnh ở trong kính ngắm và âm thanh các bạn nghe. Có một điểm các bạn nên lưu ý là chiếc máy của chúng ta chỉ phát ra tiếng beep khi các bạn sử dụng chế độ nấy nét là AFS hoặc AFA một điểm mà thôi. Khi các bạn sử dụng AFC thì máy của chúng ta không báo nét bằng tiếng beep, nó chỉ báo nét bằng dấu chấm và thay đổi liên tục ở trong kính ngắm. Bạn nào đã cài đặt giống như mình mà chiếc máy chưa kêu beep khi các bạn nấy nét thành công thì các bạn xem lại chế độ nấy nét ha. Ok. Ok, như vậy là chúng ta đã qua 4 cài đặt dành cho chiếc Nikon D700 rồi. Có bao giờ các bạn sử dụng những máy Canon và các bạn cảm thấy rất là thích tính năng duyệt ảnh ở trên những chiếc máy đó không? Các bạn duyệt ảnh menu và con lăn rất là dễ dàng, trong khi những chiếc máy Nikon của chúng ta cứ phải bấm cạch 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 như vậy quá là khó chịu, rất là lâu. Đối với những bạn nào thích nhanh gọn như mình thì mình sẽ không sử dụng như vậy. Mình cố gắng tìm một tính năng ở trong máy giúp các bạn có thể thay đổi việc này. Đó là một tính năng giúp các bạn có thể sử dụng con lăn phía trước và con lăn phía sau để các bạn duyệt menu, duyệt ảnh rất là dễ dàng. Để bắt đầu, chúng ta nhấn menu và Custom Setting Menu, tiếp tục đến mục F, nhấp OK thêm một lần nữa, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, chúng ta đến mục F9, tại đây chúng ta nhấn OK thêm một lần nữa, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, các bạn chọn Menu and Playback Menu. Rồi, tại đây các bạn chọn sang On. Nhớ chọn sang On ha. Sau đó chúng ta nhấp OK. Sau khi chúng ta nhấp OK thì các bạn có thể thấy mình có thể duyệt menu bằng con lăn ở trên máy rất là dễ dàng đúng không? Chúng ta có thể sử dụng con lăn phía trước để đi vào trong menu và con lăn phía sau để chúng ta duyệt menu lớn. Xem ảnh thì sao? Xem ảnh thì chúng ta cứ làm như vậy thôi, quá là dễ dàng. OK đúng các bạn, chẳng thua gì Canon nhiều lắm. OK, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 5 cài đặt hay dành cho chiếc Nikon D700 rồi. Mình hy vọng những bạn người mới, những bạn mới tậu chiếc Nikon D700 sẽ sử dụng chiếc máy được hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu các bạn có phần nào chưa hiểu thì cứ để lại bình luận ở phía dưới của video nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Trường. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.